Đóng cửa không chặt. Đóng cửa mạnh gây khó chịu người bên trong. Ôi trời ơi! Đóng cửa mạnh khiến cánh cửa dễ bị xề, khó đóng khít, giảm tuổi thọ của xe. Đừng lo, đã có cửa hít tự động tại Fast Auto. Đẩy nhẹ là cửa tự đóng. Âm thanh đóng cửa cực nhẹ chỉ như tiếng lá rơi. Chỉ cần thả nhẹ tay, khóa tự động đóng chặt một cách êm ái, trơn tru. Nếu mất điện, cửa xe vẫn được đóng bình thường, không xảy ra trục trặc gì. Nice. Liên hệ Fast Auto ngay để được tư vấn.